Alo, chào anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của Khải anh em ơi. Tiếp tục kiếm tiền trên con tài xỉu anh em nha. Cũng chia sẻ anh em cái mẹo anh em bắt cọc tốt trên con tài xỉu này. Rồi anh em là chốt đã thành công nhá. Ok anh em này, check tí cầu đã anh em, check ba tay thế nào. Lẻ với xỉu một nghịch này, lẻ xỉu hai nghịch này, lẻ tài một thuận này. Ok, tiếng này chút cùng nghịch thôi anh em. 12 cộng 35 lẻ, lẻ cùng chút xỉu nhá. Hôm nay vốn 20m anh em, chốt lãi tầm 10m anh em nhá, 7-10m. Chơi phải đưa ra mục tiêu anh em ạ. Trong quá trình chơi anh em còn bám sát được chứ. Vãi lộn tài luôn này. Lẻ về tài cầu thuận này. Địt mẹ gãy luôn tay đầu anh em này. Dạo này có cái gì đó nó là rớt anh em đó. Địt mẹ mày, tiếng này chốt công nghịch anh em. 12 cộng 4 là 16 này. 16 trừ 12 4 chẵn nhá. Địt mẹ xuống tài. Nói chung hôm nay thì vẫn chơi với công thức của cá nhân Khải chơi rất là lâu rồi. Vẫn tổng điểm bao hột anh em nha. Cộng số với phiên này. Nói chung là công thức này Khải áp dụng cũng rất là lâu rồi anh em. Nói chung anh em nào mà theo dõi Khải anh em biết rồi. Cũng nhiều anh em cũng đang bắt xí ngầu, anh em hỏi tại sao không chơi xí ngầu đấy. Ổn, nói chung là công thức nào thôi anh em, ổn. Anh em đang chơi công thức nào cảm thấy anh em kiếm được lời anh em nên duy trì. Còn công thức nào mà cảm thấy nó không còn phù hợp với cách chơi của anh em mình nữa, nên anh em nên thay đổi. Nói chung là không phải thay đổi một sớm một chiều đâu. Nói chung là cái gì phải có cái thời gian anh em ạ. Nói chung là anh em biết đấy, muốn nhanh cứ phải từ từ. Địt mẹ mà gãy luôn hai tay này, sợ không? Chắn về xỉu cầu thuận này. Địt mẹ mà gãy luôn hai tay mày ăn chứ. Ôi, 8-5-13, thế là chốt cầu thuận thôi anh em, 8-5-13 lẻ. Chốt tài anh em. Địt mẹ mày gỡ lại lính gì đã mất cho anh em này. Đi mẹ tay này về bờ luôn anh em này. Nói chung đánh con tài xỉu ấy, mất mát một hai tay ấy, không vấn đề đéo ấy anh em ạ. Đi mẹ mày cuốn. Tay này không về tài chặt đầu con mẹ mày đi luôn, chặt đầu bóng anh em. Chặt đầu bóng. Ok chưa? Bảo rồi không về chặt đầu bóng. Đi mẹ cầu khung như này mà. Ok chưa? Lẻ về tài cầu thuận tiếp này. Thế này anh em nhá, đi mẹ mày không phải ngợi luôn. Chốt tiếng công nghịch em này. 16, 14 cộng 6, 20. 20 trừ 12, 8 chẵn. Chốt tài. Chốt anh em này. Đi lên luôn anh em này. Ăn thông luôn ba tay anh em xem nhá. Vậy tiếng này về tài đi. Tí sau anh em mẹ không hình ngợi. Nặng tơn uy tín anh em này. Nặng tơn uy tín cho anh em xem. Ok chưa anh em? Thì sao anh em lại chốt cầu thuận tiếp cho Khải nhá. Đập cầu luôn cho anh em trước này. Có 4M2 lại anh em này. Đó, chốt cầu thuận anh em. 15 cộng 7 22, 22 trừ 12 còn 10 chẵn chút xíu nha. Có lãi rồi. Đi mẹ mày. Số lãi đây anh em. Thank you.
làm tơn 8M anh em này, 8M4 anh em này, nhanh lắm anh em ạ. Nói chung là anh em mất mát như Khải chơi, nói chung là bình tĩnh thôi, nói chung là tránh thôi được anh em. Quan trọng sau thực đấy anh em đánh như nào, nó mới là điều quan trọng anh em ạ. Nó mới là điều quan trọng anh em hiểu không? Ok chưa anh em? Bú được chưa? 1 giây thôi anh em ạ, không cần nói nhiều anh em nha. Thế anh em chốt cầu nghịch tiếp nhá, 1 tiếng cầu nghịch. 6 cộng 8 là 14 chẵn, chốt tài anh em. Rồi, tiếng này là quân chiếu anh em nghỉ anh em nhá. Chốt lại 6M, ok, thế này đánh đúng 1 tiếng 23. Chân đẹp lắm anh em ạ, thề luôn đấy. Nếu mà đánh mà gặp những cái dạng cầu này thật, anh em thua thì đéo ở được, thề luôn. Chứ gặp những cái cầu xấu thật anh em bịt mẹ mày, gãy là chuyện bình thường. 6, ồ đéo 6 này xỉu luôn này. Thôi nghỉ anh em nha. Ok nghỉ thôi, nói chung là hẹn anh em video sau nha. Chốt lại 6M thôi. Ok chào anh em nhé.